Sức khỏe 60 giây. Kính chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui máy hâm sữa. Máy hâm sữa thì nó đơn giản, rất là dễ xài và giá nó cũng khá là rẻ. Cô chú anh chị ha. Đây là một cái máy hâm sữa của hãng Bio, một cái thương hiệu đến từ Úc ha. Rồi mình sẽ xem xung quanh. Thì cái máy này có thể hâm cùng lúc được là hai bình sữa nha. Đó. Mình có thể hâm thức ăn nè. Trứng nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui máy nha. Giá của hãng là 550.000 cô chú anh chị ha. Giá của hãng là 550.000. Rồi bây giờ mình sẽ xem bên trong máy có gì ha. Cái hộp có cái phiếu hướng dẫn. Hướng dẫn sử dụng đây. Và cái bảo hành ha. Đây là xài điện 220 cô chú ha. Còn có một cái chùy điện cắm vào điện nhà 220V. Rồi mình sẽ có những gì nè. Nếu mà như mình để hâm sữa ha, đây cô chú ha, nếu mình để hâm sữa là mình sẽ để như này. Mình luộc trứng đi, mình luộc trứng thì mình sẽ cho hai cái đế này vào, bỏ hai cái trứng vào đây để mình luộc. Khi mà hâm sữa thì mình sẽ rút ngược cái nắp này xuống nha. Đó thì bình sữa nó sẽ cao lên, nó nằm bên trong cái hộp như thế này. Cái này là cái nắp đậy ha, đậy lại. Rồi cho anh chị thấy ha. Rồi ở đây mình có các chiếc khăn nè. Chuyển về hâm sữa là độ ấm nè, giữ ấm liên tục. Còn ở đây là mình hâm thức ăn, còn ở đây là nóng nhất là mình nấu thức ăn. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình máy hâm sữa ha. Cái này là 550.000 của hãng Bio. Rồi chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc là xem thêm những cái thiết bị mẹ và bé và những cái thiết bị tới gia đình nha.